ha. Nhưng mà cái giá này thì chỗ nó em nó bán kiểu như mình lấy cái 16 rồi này. lấy cái tiền gốc lại thôi, quanh 16 ha. Mét 7. Cao 1m7 hả? Giữ giữ rồi. Nụ nút ngon lành nha cả nhà. Này nụ nút thì ok. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Cường tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn một vài lô mai ha. Thì cũng xin báo với cả nhà mình luôn, thì bên nhà vườn mình có những cái mặt hàng từ nhỏ tới tầm khoảng 400 ha, 800, rồi như những hàng lớn trước mắt chúng ta là 1 triệu 7. Thì có nhiều vườn nên sẵn ở đây em ghé ở đây thì em quay cái lô mai lớn này trước ha. Một lô mai lớn với lại một lô mai mai vàng mini nè, mai ghép mini. Thì trước tiên mình vào cái hàng mai mai lớn nha, cái này hiện triệu 7 thì quay trước nè. Chưa đi lan cắt đi thì đâu em đo thông số thử rồi Cường. Không nghe đâu, đi đóng đi. Chạy không sao đâu, không sao đâu, nó lượt tiếng ồn. Rồi ạ. Đâu em đo thử như cái trước mặt thử coi nó hoành cỡ nhiêu Cường. Đại đi không sao đâu, cũng lượt tiếng ồn không sao đâu. Đấy. Sợ một cái là có bắt nhạc thôi còn quay nước mía không sao. À, cho nên như cái đó hoành cỡ nhiêu. Ngày Này là dữ à. 28 anh, 28 luôn. Gần 29 Này tới 28 thôi. này hoành 28 này cao chắc cũng hơn cứng 2 mét rồi hả Cường? Dạ. Rồi có đồ nghề luôn hả? Đó, 1 triệu 7 một cây tại vườn nha cả nhà. Do những cây này lớn quá nhưng nhà vườn mà Này không có. cao 2 mét 7 luôn đây. Không, cái đó hơi cong vậy mình tính 2 mét rưỡi thôi. Dạ, rưỡi đi. Như cây đó 2 mét rưỡi nha cả nhà. Thì tán ngang. Ngang mét 9 anh. Tán ngang 1 mét 9. Hơn mét 9 tới mét 9 đi. Rồi, ok. Thì nói chung thì hoành lớn ha, chiều cao có, cái giá 1 triệu 7 thì cái này là mình bán giá kiểu như giá tại vườn nha cả nhà. Và cái này là giá kiểu giá xô hả Cường, lấy khoảng bao nhiêu cây mấy giá đó? Chẳng lấy cỡ 20 cây anh. Cỡ 20 cây hả? Dạ. Tại cái lô Cây này này là nó lên á. mình có bao nhiêu cây? Dạ 46 cây. Không có hết tổng cộng luôn, hết vườn mình luôn á. Dạ hết vườn 200 phải không nãy 25, mới, dạ 25. 200 cây lận. Dạ. 200 cây mà lấy 20 cây mà cái giá này thì này là thì ngon lành hết cả nhà. Nụ nút nè. Tại vì bên vườn em nó làm nhiều nhiều chỗ nên mỗi một chỗ để được ít ít nha cả nhà. Thì thôi em cũng quay tổng quát cho cả nhà mình xem nụ nút thì ngon lành như nè. Thì đo em đo thử cái chặng cây này thứ bao nhiêu, tại mình đo lớn có nhỏ lớn kìa. Không có thì đồng ý cũng gốc lớn nhưng mà chung cái chặng này nó phải có cái nhỏ hơn lớn hơn vậy đó. này 26 anh. 26 luôn, gốc bự bự không vậy đó cả nhà. Thì cái giá là 1 triệu 7 một cây nha, mà cho lựa đó, Có cao không anh? đo cao Cao luôn nữa. thử cái đi. À, Có 2,5 m nè. 2,5 m nha cả nhà, dữ à, mày đủ sức chiều cao luôn cả nhà. Mét 8 anh. Tán ngang 1m8, 1m9, cao là tầm 2,5 m đổ lên. Có như nãy giờ mấy cây cũng có thấp hơn nha cả nhà, nhưng mà nó đa phần nó cao cao vậy không á. Hồi ôi cái cây này nụt nè, này nó như siêu nụ luôn rồi, quá trớn luôn đẹp. Mấy cái cây này mà vô cái đi một xe thì phải xe này xe phải 5 tấn chứ, xe gọn gọn đi không xiết, cái tàn dữ lắm cái tàn đó nha. Thì này thì đa phần là bông từ 6 tới 12 cánh là nhiều nha cả nhà, 6 12 cánh nhiều. Đâu em vô em ôm thử cái tàn này, gác gác thử cái nó cô chú anh chị mình coi cỡ nào cơ đó, cả nhà mình thấy ha, tàn bự chảng luôn. Đây thì tặng túa xum xê như thế này nè cả nhà, 200 cây như thế này nè, 1 triệu 7 một cây, hoành gốc lớn lớn không à. Mà này cho lựa maximum, nói chung á thì này coi như là cũng là trăm điều dễ rồi cả nhà, cô chú anh chị mình lựa thoải mái ha, tàn bự lắm nha. Còn em đi đi theo đặng biết cái tàn cơ. Thì 20 cây như bên đây thì bắt liếp anh Út, À liếp như điểm hàng mấy 30 cây gì á, bỏ ra à, bắt liếp á. như 30 cây vô lửa, lấy 20 cây đó, chứ lấy 20 cây lửa hết đám. Nãy bấy anh hỏi là ấy sao đó mà vậy là mình phân luống ha. Như 30 cây gì đó cái mình bỏ ra là lấy. Rồi rồi như vườn này thì bóc ra sẵn rồi.
Bởi vì nãy mới hỏi cái vụ mà coi lựa được bao nhiêu cây. Dạ. Này đính chính lại là phân luống nha cả nhà. Phân luống lựa, cũng lựa trong luống á nhưng mà phải phân ra. Chủ vườn có lựa sẵn. À tại tại cái chỗ này là bên nhà vườn mình lựa ra sẵn rồi. Dạ. Ở nhà mình thấy cái tán với chiều cao hết hồn không? Cao chỗ em nó bự con lắm nha. Mà cái tàn nó bự vậy nè. À, bên nhà vườn mình còn những cái mặt hàng nhỏ hơn nữa ha. Thì một xíu nữa em sẽ quay cho cả nhà mình xem. Có hàng 400 ngàn. Rồi hàng 800. Nụ nút ngon quá. Có những cây nụ như siêu bông luôn cả nhà. Thì khu này có bốn mấy cây à? 46, 49, 46. 46. Cái cây này có nụ sao mà thấy nóng lạnh luôn ta. Nụ đẹp nha cả nhà, nụ lên màu đẹp mà quá chừng nụ luôn nè. Cái này thì không cao lắm nhưng mà cái hoành cũng to. Cây này hoành cũng tầm khoảng 26 27 á. Tại vì lấy sát trên cành dưới nó hoành to lắm. Nụ nút đã luôn đó nha. Rất là đẹp. Tàn túa xum xê. Những cây mà có cành mập vậy thì nó sẽ tống lên cái bông mình, nó cái bông một cái nụ nó sẽ lên được nhiều cái bông đó. Cái bông sẽ to ha. Màu nó cũng đậm đẹp hơn những cây mà cành yếu hơn nha. Rồi thì bên cạnh đó nhà vườn mình có một số mai ghép ha, mai ghép mini. Rất là đẹp luôn, cái hàng này lùng lùng mà thấy thương lắm đó nha. Cái này mình bán giá làm sao à Cường? Dạ lấy chở tâm cây thì 89 anh. Tâm cây hiện 89 ngàn cây ha. Dạ. Này là cũng giá mình bán cái số lượng nhiều ha. Dạ. Có ship lẻ không? Có ship lẻ anh. Lẻ gửi 5 cây tới lại 200 cây. 5 cây hay 200 ngàn cây ha. Dạ. Nói chung là cái này thì nhà vườn cũng lựa sẵn thì cứ lấy là ở ngoài bóc vô thôi nha cả nhà. Cũng đều đều không? Nó đều đều không à. Rồi bưng thử cây cô chú anh chị mình coi thử cái nào cũng được. Đó, rất là đẹp luôn, sửa cái tàn đẹp lắm cả nhà. Mà ba, cái ba mùa. À, mà cái này nó lùng lực nhìn thấy thương lắm. Chung thì giá 200 ngàn cây giá lẻ thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ em đó ha. Này cũng được vài trăm cây hả Cường? Dạ. 200 này 200 cây. Ừ, cái này nó đều đẹp lắm. Cả nhà mình xem nó lùng nhưng mà cái lô này nhìn thấy thương lắm rồi nha. Nụ nút thì khỏi chê nha, mấy cái này thì vô nụ nút ngon lành hết à. Đó, còn chú anh chị mình thấy ha, ngon lành chưa. Thì cái này bên nhà vườn mình bán với cái giá là 200 ngàn cây ship lẻ. Còn dù cô chú anh chị mình lấy được nhiều nữa thì bên nhà vườn của Cường sẽ bớt cái giá ra cho chúng ta ha. Tàn túa rất là đẹp luôn, thương lắm. Thì ở đây nó cũng cặp cái tiếng lộ nông thôn nên chúng ta đi coi cây cũng tiện đó nha. Xe 7 chỗ vừa tới chỗ ha, nó tiện lắm. Rồi thì chắc ở đây chắc em ngưng, để xíu nữa vô tông cái vườn trong kia để quay cho cả nhà mình xem ha. Rồi thì hiện tại em qua bên khu vườn bên này. Thì bên nhà vườn mình có cái lô mai gọn gọn ha, cho chúng ta về trồng mà chơi Tết đồ cũng được ok luôn. Cái giá là hữu nghị ha. Thì cái giá là 450 ngàn. Thì hồi nãy là em báo ở đầu là 400, nhưng mà nãy giờ mấy anh em thảo luận lại là cho dạt ra một số. Tại có một số mà nó đẹp đẹp vậy nè, mình tính 450 đi, dạt ra 450 cho cái hàng nó đẹp đó cả nhà. Thì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Tại nó có một số thấy nó cũng hơi thừa đó nên em nói bỏ mấy cái này ra. Nói chung mấy những cái hàng như thế này là 450 một cây. Đâm đo thử cây Cường. Nãy em nói bao nhiêu cây mà cho giặt găng mới? 35 anh. 35 cây ha. Dạ. Ừ. 18 anh. Hoành 18 ha. Cao sơ sơ thứ à. Mét 8. Cao 1m8 à. Mét rưỡi à. Cả nhà 1m rưỡi.
Rồi em qua qua đo cây gọn gọn này thử coi, đo hai cỡ cho cô chú anh chị mình xem. Thì nó cũng dao động chặng này chặng kia chứ không, nó không đều hết ha. Nhưng mà cái giá này thì chỗ nó em nó bán kiểu như mình lấy cái 16 này, lấy cái tiền gốc lại thôi, quanh 16 ha. Mét 7, cao mét 7 hả? Dữ dữ rồi. Nụ nút ngon lành nha cả nhà. Này nụ nút thì ok á chứ không. Mét 2. Mét 2 ha. Rồi, này vậy là hoành dao động tầm tầm mười mấy nha cả nhà. Nhưng có mấy chạng này thấy thương quá mà nụ nút dữ lắm nha, chứ không phải là nhỏ nhỏ mà không nụ nút nha. Tàn tố thì cũng sum xê. Ồ, như có ông này nụ nó thằng anh nó gì nó quá trớn luôn nè. 450 một cây. Thì cái này là giá show tại vườn nha cả nhà, chứ không có ship lẻ và bao ship nha. Chung thì cái giá này nó quá rẻ rồi. Tàn tố gì mà có 450 một cây mà. Dạ dài khu này luôn không Cường? Dạ đúng rồi, từ từ mí lại anh. Ờ mí này luôn hả? Khu này bự dữ vậy hả? Dạ. Ừ. Dạ ổn luôn. Ờ. Thì giá này thì cô chú anh chị mình có thấy thì alo liền chứ để thôi không kịp. Chứ giá này mình mua đi bán lại ha, mình trồng nó cũng rẻ. Rẻ hơn mai phôi là chắc. Thì nó nhỏ mà nụ nhiều lắm. Nhỏ mà nụ. Thì này hoành tầm mười mấy thôi nha cả nhà. Thì cao nãy như Cường đo thì cũng mét 7 mét 8 thôi không á. Ngang mét hai tới lên, mét hai tới lên. Ờ, cây lùng nhất Cường cũng khoảng mét mấy mà nó lùng cũng không nhiều, nói chung á thì tầm tầm mét rưỡi thì nhiều ha. Tại nhưng có mấy cây này lùng, lùng mà cái tàn dữ lắm cái tàn nha cả nhà. Đó, nó lùng mà cái tàn tán ngang nó cũng tầm mét rưỡi vậy đó, có một hai cây thôi, còn đa phần thì nó mét rưỡi đổ lên, mét bảy mét tám thì cái giặt bên kia là nhiều. Thì cái này cho cô chú anh chị mày giặt ra 5 cây hả? Dạ 5 cây không? 5 cây. Vậy thì cái giá là 450 một cây ha. Rồi kế tới mình hàng kế đi Cường. Dạ này 800 cây đâu. Hàng 800. 800 này khu này quá hả? Dạ, tại mấy đâu qua. 800 thì nó cũng nằm chỗ 5 nha. Cái hàng 400 nãy cũng chỗ 5 luôn nha cả nhà, chứ không phải chỗ 4 chỗ 5 luôn, nhưng mà tàn tố đồ nó nhỏ hơn thì nhà vườn mình bán với cái giá là 450. Này 800. Em đo hoành thử coi Cường. Em hai anh. Dạ. Mét 8. Hoành 22 cho mét 8 ha. Mét 3. Tán ngang mét 3. Thì cái lô này hiện tại thì đang vô nụ nút rất là đẹp luôn cả nhà. Nụ nút thì cả nhà mình khỏi chê ha. Đây, như những cái cây mấy cây cả nhà một cái nụ nè. Đó, biết chưa? Nụ đẹp lắm, lô này nụ đẹp lắm. Lô này khoảng bao nhiêu cây Cường? Dạ khoảng 200 cây anh. 200 cây ha. Dạ. 200 cây cái loại này. Thì cái loại này là 800 ngàn một cây cả nhà. Qua đó luôn anh. Hả? Qua đây luôn nha. Bên này luôn ha. Dạ. À, vậy đây luôn. Đế đẹp luôn. Ừ. Đế nở ha. Đã cũ mà nụ thì công nhận lô này nụ đẹp thiệt. Quá trơn. Ôi. Lô này củ đế đẹp chứ à. Lô này cô chú anh chị mua trồng cũng ngon đó nè. Củ đế nở lắm cả nhà. À nãy giờ. Tính như những lô khác không có đế không có quay cả nhà coi nở cót thì đế đẹp à, cái lô này mua trồng cũng ngon cả nhà, góc đế đẹp đẹp không à, nở cũ dữ lắm. Rồi cái lô kế của mình là còn một cái lô chậu 6 nữa phải không? Dạ đúng rồi, lô chậu 6 này cả nhà. Mấy cái hàng này nhiêu cây một cây Cường? Dạ cái này 1,3 triệu một cây anh. 1,3 triệu ha. Dạ, cái lô này là cũng nằm chậu 6 luôn. Chậu 6 luôn. Dạ. Đâu đo thử cây coi. Tội nụ nút. Cái này đi. Sẵn thấy nụ đẹp quá bá vô coi thử coi. Nụ nút quá đẹp.
20. Hoành cái 20 này là hoành gốc 20. Hai mét ba quá trớn à. Đây cô chú anh chị coi nụ nút đẹp lắm, tới đó, ngắn ngang 1m7, cao 2m3 nha cả nhà, có đo vậy luôn cả nhà mình tiện ha, tiện nắm được cái cây mình nằm cỡ nào. Ờ, con cây có chim luôn nè, có con không? Có chim luôn. Có trứng hả? Chim gì anh? Đất, đất làm chim đậu mà. Có tổ chim luôn hả nha. Đây, tàn túa xâm xê như thế này 1m3 nha cả nhà, cũng đang nằm ở chậu 6. Ôi cái này tàn đẹp dữ ta, tàn quá tấn cái tàn nè. Hồi nãy này em nói số lượng khoảng bao nhiêu cây Cường? À, à 200 cây ha. Cái lô này á cả nhà được cái nó cái chiều cao nó cao dữ lắm, cao thông cây lắm. Cô chú anh chị mua về chơi cũng được, mua về trồng thì cũng rất là ok luôn ha. Nó có cái đọt rất là chuẩn luôn. Cô chú anh chị thấy cao vời vợi luôn ha. 2m mấy không mà. Đâu rồi có hai chồng có ai làm người mẫu đứng ở trước giùm anh đặng coi cây nó cao tầm cỡ nào à. Em cao 1m75 à. Người mẫu bự con quá mà cả nhà coi cái chiều cao cây nó cao lắm nha. Mà nó đều những khu này cao đều đều vậy không nè. Mấy này chắc em đo thử cây coi nó tầm cỡ nhiêu rồi cơ. Cao anh. Cao ừ. Là 2m mấy hết mà. 2m3 ha. Ừ. Được rồi, đôi chiều cao được rồi. Ngang thì độ được rồi, tầm 1m mấy thôi. Chiều cao ha, cao quá trời. Nụ nút ngon lành ha. U là trời. Cái cây này. Cây này cái nụ ghê hồn à. Giữ dằn cái nụ à. Cô chú anh chị mình coi nó nụ hơn đại lộc nữa ha. Đeo xong mình lừ luôn nè. Mới tháng này mà cận Tết nó cỡ nào nữa. Quá đại nụ luôn mà. Mà cái lô mai này nụ nó đều vậy cả nha. Đều vậy. Làm dằn nụ đẹp quá. Ồ cây bên này cũng vậy luôn nè. À, còn chú anh chị mình thấy ha, mình an tâm về vấn đề nụ rồi ha, đẹp lắm, đã chưa. Thôi ở cái lô này tính ra nụ đẹp dữ rồi ta, cây nào cũng vậy trơn à. Ừ, nuôi đẹp quá. À, còn chú anh chị mình thấy ha, nụ to đủ sức luôn. Rồi thì bên nhà vườn mình, em xin nhắc lại bên nhà vườn mình có những cái mặt hàng như sau. Thì cái loại có một loại là nằm ở chậu 5 là 400.000, một loại cũng chậu 5 mà 800 ha. Và chậu 6 thì một loại từ 1.3 là loại 1.7 ha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ trực tiếp chỗ nhà vườn mình ha. Rồi có thêm một cái lô mai ghép ha. Lô mai ghép thì giá có ship lẻ luôn là giá 200.000 đồng một cây. Rồi thì và cuối cùng thì em quay bên cái khu vườn ở bên này ha. Này thì hiện tại có mặt hàng nào hả con? Dạ, cũng chậu 5 chậu 6 anh. Chậu 5 chậu 6 ha, cái giá cũng vậy luôn không? Dạ giá cũng bằng giá vườn 1.3. À. Bằng giá vườn 1.3, chậu 6 là 1.3 với lại chậu 5 là 800 anh. 800. Ừ. Này hơi chật. Đây hơi chật nha cả nhà. Xung xê luôn, quá trời luôn. Tổng cộng hết là nãy em nói là tổng cộng hết là bao nhiêu cây? Dạ, lớn nhỏ luôn á. Chậu 5 khoảng 200 anh, chậu 6 cũng 200 nè. À. Dạ cũng tổng cộng tầm khoảng 400 cây ha. Dạ. Ở đây cũng là chậu 6 luôn này, hàng 1.3 đấy ha. Dạ. Thì cái số lượng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thì mình có cái nhu cầu ha, hoặc là có cái dịp á mình ghé ngang thì ghé giao lưu với nhà vườn.
Ồ, đây có cây này khô quá nè cường. Dạ. Chuẩn bị tưới. Dạ. Ở mùa này vậy cả nha. Ừ, cái mai lúc này tưới ngày phải 2 cử. Nhiều khi có cây nào hơi sót cái là bị khô. Cây này bự quá đấng. Cây này dám 30 luôn. Đo anh. Hả? À, anh kéo đo thử cây này. Gốc bự dữ. 28 không? Hoành 28 luôn ha. Này có củ đó. Luôn, có lại củ bự. Ờ. Khỏi đo chiều cao đi. Nó đo gốc được. Cao này cũng tầm 2 mét. À, bên này là cái hàng loại 8 tâm đây ha. Dạ, đúng rồi. 8 tâm. Vì không biết cái vườn chứ vườn của Cường thì mình dạch lên là thấy nụ quá trắng. Ăn nụ chất lượng. Đó nha. Nụ ngon lành lắm. Đã chưa? 800 chỗ 5, nói chung thì cái giá này thì cũng rất là dễ chơi thôi chứ anh chị. Nhưng mình cũng là một trong những cái vườn mình đáng để cân nhắc để mình mua về bán Tết ha. Ôi, có cái cây này nó lùn mà tàn toàn thấy thương ghê nè. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre đó nha. Thì như cô chú anh chị nào mà hay xem mà không rành mình xem cái số điện thoại ở đâu đó, thì mình coi ở dưới cái phần tiêu đề đó, em để mai vàng chơi Tết phần mấy đó, là nó sẽ có cái kế bên đó sẽ có số điện thoại và cái tên của người chủ vườn ha. Chúng ta liên hệ với chủ vườn. Còn mà khi mà liên hệ chủ vườn không được nữa thì liên hệ chỗ em. Em sẽ liên hệ lại chủ vườn ha. Nhiều khi cái máy bận bây giờ là có đa phần trời cuộc gọi chờ nên cô chú anh chị mình nghe chuông reo nhưng mà người ta đang nghe điện thoại nó bận á. Dài trong này có mấy cây bự quá trời ta, nói chung lô đó mà gốc bự quá, gốc 28-29 nè. Ôi, nụ nút rồi cả nha. Đeo lừ luôn ha. Thương ghê nha. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa để cho chúng ta nắm nha. Bên nhà vườn mình thì gồm có những cái mặt hàng là mai tàn, loại 450, loại 800, loại 1.3 triệu và loại 1.7 triệu. Và một lô mai ghép là giá 200.000 đồng một cây. Đây, mai ghép thì có ship lẻ, còn mai nguyên thủy này thì bên nhà vườn mình có nhu cầu bán lô nha. Thì cô chú anh chị mình có thích lô nào thì alo nhà vườn lô đó. Thì bán tại vườn chứ không có ship lẻ hết nha. Ví dụ như cô chú anh chị mình mua được mà không có về được thì bên nhà vườn của Cường quay Zalo hay gì cái mình lựa cây. Rồi mình chuyển khoản về thì nhà vườn sẽ giao cây lên bằng xe tải ha. Chứ còn ship lẻ thì nhà vườn không ship lẻ. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của em và đã theo dõi hết cái clip của nhà vườn ngày hôm nay ha. Thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà ha. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt cả nhà.